Kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai câu hỏi. Câu 1, việc loạn giá xét nghiệm COVID-19, mỗi nơi mỗi giá, có nơi thu phí đến 450.000 đồng cho một lần xét nghiệm, liệu có lợi ích nhóm trong việc nhập bộ test xét nghiệm hay không, gây bức xúc trong nhân dân. Xin Bộ trưởng cho biết tại sao có chuyện này xảy ra, đã trách nhiệm của Bộ trưởng khi đẩy giá xét nghiệm trâu nổi như thế. Câu hỏi này xin gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài chính, xin chia sẻ. Câu 2, vấn đề tiêu cực của ngành y trong thời gian qua, việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế có nguyên nhân việc thiếu kiến thức trong công tác quản lý, quản trị của người đứng đầu bệnh viện. Bác sĩ làm chuyên môn giỏi nhưng chưa chắc đã làm quản trị tốt. Vậy đến lúc có thể tách bạch giữa quản trị, quản lý với chuyên môn riêng như một số đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến. Bộ trưởng có suy nghĩ gì về vấn đề này? Câu hỏi này cũng xin chuyển đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Xin cảm ơn. Vấn đề thứ nhất là vấn đề về trang thiết bị y tế và sinh phẩm chẩn đoán trước đây thì nó không thuộc về cái lĩnh vực về quản lý và mặt hàng về quản lý theo cái luật giá. Và thứ hai là cái giá cả của các mặt hàng này cũng khác nhau giữa các hãng khác nhau và khác nhau giữa các nước sản xuất. Ví dụ như là châu Âu là một giá, châu Mỹ, thế rồi là đối với Trung Quốc. Thế rồi giữa các trang thiết bị y tế và sinh phẩm khác nhau cũng, sinh phẩm thì cũng có cái khác nhau qua các thời điểm. Có những cái thời kỳ mà cái giá, cái nhu cầu của cung thì là ít mà nhu cầu của cầu thì rất là nhiều, tức là nhu cầu về sử dụng rất là lớn và vì vậy cái giá thành nó cũng cao hơn. Chúng ta nhớ lại vào hồi đầu của dịch năm 2020, khi đó cái giá khẩu trang nó cũng tương tự như vậy. Thế rồi là giá găng tay và giá của máy thở nhiều khi là khan hiếm trên thị trường cho nên đẩy giá lên cao và tất cả các quốc gia đều có cái tình trạng tranh mua đối với những cái mặt hàng này trong cái thời điểm ban đầu. Thế rồi bản thân những cái doanh nghiệp thì cũng đã trong thời gian qua thì do cái nhiều doanh nghiệp tham gia vào cái thị trường cho nên cũng đã hạ giá đối với mặt hàng này trong cái thời gian qua. Và trong thời gian qua thì biện pháp của Bộ Y tế cũng đã triển khai rất là quyết liệt. Cái thứ nhất là chúng tôi cũng đã để từng bước minh bạch hóa cho cái việc mà cung ứng đối với trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Thì vào tháng 7 năm 2020 thì Bộ đã yêu cầu đối với tất cả các công ty mà có kinh doanh rồi là có cái sản xuất đối với trang thiết bị y tế là phải công khai trên cổng của Bộ Y tế niêm yết giá. Và cho đến thời điểm hiện nay thì xin báo cáo với các quý vị đại biểu Quốc hội đã có 69.235 sản phẩm đã niêm yết giá và kết quả đấu thầu là 93.253 kết quả đã được niêm yết giá trên cái cổng công khai của Bộ Y tế. Để từ đó các đơn vị tham khảo xây dựng kế hoạch đấu thầu cũng như là triển khai những cái việc mà đấu thầu cung ứng cho địa bàn của mình. Thứ hai là Bộ đã liên tục để yêu cầu đối với tất cả những cái doanh nghiệp tăng cái nguồn cung đối với cái việc mà cung ứng cho cái thị trường Việt Nam và hạ giá thành sản phẩm. Bộ Y tế đã có 2 lần văn bản là đề nghị đối với doanh nghiệp cùng chung tay đối với phòng chống dịch và hạ giá thành đối với sản phẩm. Thứ ba là chúng tôi đã tăng cường cấp phép để tạo cạnh tranh giữa các đơn vị. Trước đây chúng ta có rất là ít những cái mặt hàng được cấp phép, nhưng sau khi mà các doanh nghiệp ở tất cả các nước trên thế giới đều tăng sản xuất thì cho đến thời điểm hiện nay chúng ta đã thực hiện cấp phép cho 131 sản phẩm sinh phẩm chẩn đoán được cấp phép, trong đó có test nhanh là 60, có PCR là 43 và kháng thể là 28. Vấn đề thứ tư là chúng ta tăng cường vận động tài trợ hỗ trợ từ các nước. Theo như con số chúng tôi nắm được, của Bộ Y tế nắm được cho đến thời điểm hiện nay là chúng ta đã vận động tài trợ là trên 50 triệu test. Và riêng thành phố Hồ Chí Minh, ngoài cái phần mà Trung ương phân bổ cho các địa phương, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được các doanh nghiệp cộng đồng hỗ trợ 14,4 triệu test. Đi vào việc cơ bản thì chúng ta sử dụng cái test của những cái nước, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp của Việt Nam hỗ trợ cho chúng ta. Còn các địa phương cũng có tiến hành đấu thầu nhưng mà cũng không nhiều. Thế rồi vấn đề tiếp theo là chúng ta cũng tăng cường cái việc làm sao để giảm cái giá thành là một trong những cái yêu cầu đặt ra. Và vì vậy Bộ Y tế đã liên tục có những cái hướng dẫn trong vấn đề về gộp mẫu. Ngay từ Bắc Giang chúng tôi đã triển khai cái gộp mẫu kể cả đối với test nhanh. Test nhanh có thể gộp 3, gộp 5. Đối với test PCR có thể gộp 10. Và có nơi như Đà Nẵng là các đồng chí đã gộp tới 20. Và điều này đã được cho phép về mặt chuyên môn để giảm giá thành trong vấn đề về cái việc mà hạ giá đối với việc xét nghiệm. Thế rồi đồng thời là Bộ liên tục có những cái điều chỉnh trong chiến lược về việc xét nghiệm tùy từng thời điểm, tùy từng mức độ mà chúng ta có những cái điều chỉnh một cách rất là phù hợp với tình hình thực tế trên một cái quan điểm là phòng chống dịch một cách rất là hiệu quả nhưng mà phải tiết kiệm. Thế rồi là từ ngày 1 tháng 7 thì báo cáo với các quý vị đại biểu, khi đó trước ngày 1 tháng 7 thì cái lượng test nhanh sử dụng không nhiều. Nhưng mà sau 1 tháng 7 chúng tôi cũng tiên lượng là cái thị trường nó sẽ sôi động hơn, tức là gì? Là cái việc
mà triển khai, mà cái việc sử dụng test nhanh đó sẽ nhiều hơn. Lập tức Bộ Y tế đã có văn bản là yêu cầu đối với tất cả các đơn vị thuộc bộ và yêu cầu đối với tất cả các địa phương là phải thực hiện theo phương thức là thực thanh thực chi. Và trong trường hợp mà người dân tự nguyện đến xét nghiệm và thu phí thì phải chỉ được phép thu theo đúng cái giá đầu vào và không được thu. Và vì vậy có cái hiện tượng là chênh lệch giá giữa nhau giữa các đơn vị và đối với các cơ sở tư nhân thì là một trong những cái mà chúng tôi cũng đã nhận ra trong cái thời gian qua. Thì có một số các đơn vị cũng xin báo cáo với các quý vị đại biểu Quốc hội, do quá bận về công tác phòng chống dịch cho nên là đến cái tận tháng 9 này, đến khi mà chúng tôi yêu cầu là phải thực hiện theo đúng cái chỉ đạo của Bộ là phải thực thanh thực chi, giá test chỉ được thu theo đúng cái giá đầu vào, tức là cái giá đấu thầu. Thế nhưng mà đơn vị cũng đã nhận lỗi là gì? Là do mải mê quá cho nên là cũng đã không thực hiện được. Và chúng tôi cũng đã yêu cầu đối với các địa phương phải nghiêm khắc nhắc nhở và chấn chỉnh những cái việc thu như thế này. Tôi vào báo cáo với các quý vị đại biểu thì trong tháng 5 chúng ta nhớ lại là khi mà dịch xảy ra ở Bắc Giang, và một trong những cái vấn đề đặt được dư luận lúc đó rất là quan tâm đó là vấn đề xảy ra đối với các cơ sở y tế, thì Bộ Y tế đã có 2 công điện vào ngày 7 tháng 5 và ngày 10 tháng 5 là nhắc tất cả các cơ sở y tế là không được phép thu tiền của người bệnh ở trong vấn đề về việc xét nghiệm đối với COVID-19. Đối với các trường hợp mà có bảo hiểm y tế thì được thanh toán bảo hiểm y tế, và có những cái trường hợp mà không có bảo hiểm y tế thì do ngân sách nhà nước chi trả. Thế và Bộ cũng đã có những cái văn bản, và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có những cái văn bản nhắc nhở đối với các địa phương trong vấn đề về thực hiện theo đúng các quy định về mặt pháp luật, đảm bảo không có lợi ích nhóm, không được tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Và việc này thì đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt và đã đưa vào trong cái chương trình về thanh tra đối với năm 2022, vấn đề về đấu thầu mua sắm trang thiết bị và cái sinh phẩm y tế. Thế và vấn đề thứ tiếp theo thì để đảm bảo nguồn cung và giảm cái giá thành sản phẩm, một trong những cái nhiệm vụ mà Bộ đã đưa ra đó là vấn đề về việc thúc đẩy cái sản xuất trong nước. Hiện nay chúng ta đã có 8 cái đơn vị sản xuất trong nước cung cấp cả cái test nhanh cũng như là vấn đề về cái cung cấp cái test PCR, thế rồi là cái cung cấp về test kháng thể, và cái năng lực sản xuất cũng như là khả năng cung ứng của chúng ta về cơ bản của chúng ta cũng đáp ứng đầy đủ. Và chúng tôi cũng đã thúc đẩy cho vấn đề về nghiên cứu sản xuất những cái phương pháp chẩn đoán mới, ví dụ như chẩn đoán qua hơi thở, chẩn đoán qua nước bọt để làm giảm giá thành và tăng cái tính tiện ích đối với người dân. Và trong ngày 8 tháng 11 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89 về quản lý trang thiết bị y tế, và có thể nói rằng đây là một trong những nghị định rất là làm thay đổi cơ bản vấn đề về quản lý trang thiết bị y tế. Có mấy cái điểm lớn: một, đó là minh bạch toàn bộ trong cái quá trình quản lý, công khai, minh bạch. Vấn đề thứ hai là chúng ta chuyển từ cái phương thức là tiền kiểm sang hậu kiểm. Thế rồi vấn đề thứ ba là chúng ta cũng cái phương thức quản lý của chúng ta cũng phù hợp với quốc tế, và đặc biệt đối với vấn đề về quản lý giá và trang thiết bị cũng như sinh phẩm chẩn đoán thì đã chính thức được đưa vào mặt hàng là quản lý giá, và chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bình ổn giá trong trường hợp cần thiết đối với mặt hàng này. Thế và cùng ngày thì Bộ Y tế cũng đã ban hành cái thông tư 16 về giá xét nghiệm. Trong thông tư 16 có một điểm hết sức là lưu ý, đó là giá chúng tôi chỉ tính giá tối đa, tức là đối với giá test nhanh là 106.000 và chỉ được thanh toán mức độ như vậy. Còn nếu như đơn vị y tế đấu thầu với cái giá sinh phẩm nó thấp hơn cái giá đó, chỉ được thu cái giá thấp hơn. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi cũng đang tiến hành gọi là gì, là đảm bảo cái vấn đề về quản lý giá đối với trang thiết bị y tế. Đối với cái câu hỏi của đại biểu Phạm Văn Hòa, tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi đã xin phép vừa trả lời. Thế và cái đối với cái câu hỏi thứ hai là vấn đề về cái tách bạch giữa cái quản lý đối với chuyên môn và đối với kinh tế, thì báo cáo với các quý vị đại biểu trong những cái quy định cũng như đặc biệt là trong cái vấn đề về bổ nhiệm đối với cán bộ trong quản lý đối với các bệnh viện, thì có thể nói rằng là trong thời gian qua thì Bộ Y tế cũng đã thay đổi rất là nhiều trong cái này. Là đối với các bệnh viện, chúng tôi đều đề nghị là có một người là quản lý kinh tế và không nhất thiết phải là chuyên ngành về mặt y, tức là người đó là phải có những chuyên ngành về mặt kinh tế, có thể là tài chính, có thể là kế toán. Và có thể nói rằng là trong thời gian qua thì một số các đơn vị cũng đã triển khai cái vấn đề này, và chúng tôi xin được tiếp thu ý kiến của đại biểu Phạm Văn Hòa để làm sao trong thời gian tới đây trong vấn đề về quản lý đối với ngành nó được minh bạch hơn, rõ ràng hơn, và nhất là đối với vấn đề về cái quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế công lập. Xin trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội.